Sáng nay, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bình Dương tổ chức lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2024. Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè tỉnh Bình Dương năm 2024 được triển khai với nhiều nội dung hoạt động thiết thực, bám sát chủ trương ba liên kết gắn với các địa bàn mặt trận trong và ngoài tỉnh, cùng với năm đội hình trọng yếu. Năm 2024 gắn với năm thanh niên tình nguyện, tỉnh đoàn Bình Dương còn xây dựng 6 đội hình thiết thực mới mẻ, phù hợp với tình hình phát triển của địa phương, như đội hình tình nguyện vì biển đảo quê hương và biên cương tổ quốc, đội hình tình nguyện quốc tế, đội hình trí thức trẻ chuyển giao khoa học kỹ thuật, đội hình thầy thuốc trẻ vì sức khỏe cộng đồng, đội hình tình nguyện vì văn minh đô thị, nông thôn mới nâng cao, bảo vệ môi trường, đội hình thanh niên tình nguyện chuyển đổi số, thu gom thiết bị điện tử thông minh. Để khởi đầu cho chiến dịch thanh niên tình nguyện hè thành công, tỉnh đoàn Bình Dương nhận được nhiều sự đóng góp hỗ trợ từ các đơn vị cá nhân để triển khai nhiều công trình phần việc ý nghĩa, như công trình đường cờ tổ quốc, công trình chăm lo cho gia đình chính sách thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, công trình 200 suất khám bệnh phát thuốc, công trình thanh niên hỗ trợ sửa chữa nhà cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ nguồn lực cho chiến dịch tiếp sức mùa thi và tiếp sức đến trường, công trình hỗ trợ tập huấn chuyển đổi số và 2.000 sim điện thoại, nhằm đưa nền tảng số, dịch vụ số, kỹ năng số đến với người dân theo cách dễ tiếp cận. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn thực hiện mô hình tổ đội nhóm thanh niên tình nguyện tham gia chuyển đổi số cộng đồng trên địa bàn tỉnh và trao tặng 10 thiết bị điện tử đến người dân khó khăn chưa có điện thoại thông minh để đồng hành thực thi chủ trương lấy người dân làm trung tâm trong chuyển đổi số. Mô hình này được thực hiện theo tiêu chí nhận của người có, tặng cho người cần, phấn đấu mỗi gia đình đều có ít nhất một thiết bị điện tử thông minh để tham gia chuyển đổi số. Để bắt đầu một mùa chiến dịch ý nghĩa, tỉnh đoàn Bình Dương ra mắt 11 đội hình tình nguyện đại diện cho 20.000 tình nguyện viên thuộc các đội hình tham gia chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2024, gồm đội hình thanh niên tình nguyện tiếp sức mùa thi, tiếp sức đến trường, thanh niên tình nguyện mùa hè xanh, thanh niên tình nguyện hoa phượng đỏ, kỳ nghỉ hồng, hành quân xanh, tình nguyện vì biển đảo quê hương và biên cương tổ quốc, đội hình thanh niên tình nguyện quốc tế tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, đội hình trí thức trẻ chuyển giao khoa học kỹ thuật cùng nhiều đội hình tình nguyện khác. Các hoạt động của chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm nay thì phải gắn với lại các cái đối tượng có hoàn cảnh khó khăn và những cái địa bàn ở vùng sâu, ở vùng xa, những cái vùng khó khăn và những cái vùng biên giới hải đảo, và tập trung không chỉ là hoạt động thường xuyên tại chỗ mà những cái hoạt động mà tính chất là trực tuyến tình nguyện trên cái không gian mạng, cũng như là gắn với lại công tác chuyển đổi số. Ban Thanh niên Công an tỉnh cùng với Bộ Chỉ huy Quân sự cũng như là các cơ sở đoàn tại địa phương sẽ thực hiện ra quân vệ sinh môi trường, khơi thông kênh rạch trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một, cũng như là tổ chức hành trình về nguồn đền ơn đáp nghĩa. Đồng thời đó thì chúng tôi cũng phát động chương trình trại hè thiếu nhi học kỳ công an vào cuối tháng 6. Ngay sau lễ xuất quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, các đội hình tình nguyện, đoàn viên thanh niên ra quân thực hiện các công trình phần việc ý nghĩa của chiến dịch tình nguyện hè năm 2024.